Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 92 cho các anh tổng cộng là 35 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Bên em sẽ có hai hình thức mua hàng, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có giá trị từ 300.000 trở lên thì em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những đơn hàng nào mà mình chuyển khoản có giá trị dưới 300.000 thì em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn lại thì tất cả những đơn có các anh nhận hàng, các anh được kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em vào chi tiết mã số 1 luôn. Mã số 1 em lên cho các anh là một cây búa rìu hiệu Edwin của Mỹ. Đây, cái phần cán của nó có hiệu Edwin nè các anh. USA này. Phần lưỡi nè các anh. Mặt búa này, mặt búa còn khá là đẹp ha. Cây búa rìu này thì chiều dài này của nó là 29 cm, cái đoạn lưỡi này là 8 cm nha các anh, còn ngang này là 13,5 cm. Giá của cây này là 800.000, mã số 1. Tiếp theo là một cây kéo tỉa râm. Đây nè các anh, một cây kéo tỉa râm bonsai. Phần lưỡi nè các anh. Chiều dài của cây này là 11,5 cm. Giá là 100.000, mã số 2. Mã tiếp theo là một cây kéo tỉa hàng rào. Cái này hiệu con cua nha các anh, của Nhật. Phần cán có tem Nhật luôn nè các anh. Tem Nhật hai mặt luôn. Đây, hiệu con cua này. Mình xem phần lưỡi của nó luôn nha các anh. Chiều dài tổng thể của cây kéo này là 65 cm, còn cái đoạn lưỡi này thôi là 20 cm nha các anh. Giá của cây này là 400.000, mã số 3. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết đa năng hiệu Trimo của Mỹ nha các anh. Cây này 12 inch. Đây này, hiệu Trimo này. USA nè các anh, của Mỹ.
chuyên môn 12 inch nha các anh. Nhàm còn vặn trơn tru luôn nha các anh. Miệng nhàm bên trong này. Cây mỏ lết này thì chiều dài của nó là 28 cm. Ngày mình mở tối đa được 6 cm nha các anh. Giá của cây này là 500.000. Mã số 4. Tiếp theo là một cây kèm bấm chết hiệu VJ Grip. Cây này 10 inch nha các anh, của Mỹ. Đây, hiệu VJ Grip này. Cây này 3 dòng cót nha các anh. Đây. USA này. Răng bên trong này các anh. Chiều dài của cây này là 22,5 cm, giá của nó là 1,2 triệu. Mã số 5. Mã tiếp theo là một cây kèm bấm chết VJ Grip nữa. Cây này cũng 10 inch luôn các anh. Đây này, USA này. Răng bên trong của nó nè các anh. Chiều dài của cây này là 22 cm, giá của nó là 600.000. Mã số 6. Mã tiếp theo là một cây kềm bấm chết Craftsman của Mỹ luôn các anh. Đây này, hiệu Craftsman. Made in USA nè các anh. Răng bên trong này. Chiều dài của cây này là 18 cm, giá của nó là 400.000. Mã số 7. Tiếp theo là một cây kềm bấm chết hiệu VJ Grip của Mỹ luôn nha các anh. Cây này 7 inch.
USA này. Răng bên trong nè các anh. Cây này chiều dài của nó là 18,5 cm, giá là 550.000, mã số 8. Mã tiếp theo là một cây kềm bấm chết Visa Grip 7 inch nữa các anh. Cây này thì 3 dòng cót. USA này. Răng bên trong là các anh. Chiều dài của cây này là 18 cm, giá là 600.000. Mã số 9. Mã tiếp theo là một cây kềm bấm cót hiệu Izumi của Nhật nha các anh. Đây này, hiệu Izumi này. Đầu cót của nó là 2 chấm, 5 chấm, 5, 8 chấm và 14 chấm. Chữ Nhật này các anh. Còn hoạt động ok hết luôn nha các anh, bóp bung bình thường luôn. Cây này chiều dài của nó là 32 cm, giá là 300.000, mã số 10. Mã tiếp theo là một cây cần lắc tôn đầu 1/2. Đây các anh. Cây này còn khá là mới này. Hiệu tôn này các anh. Của Nhật nha. Japan này. Còn hoạt động trơn tru hết luôn nha các anh. Cây này chiều dài của nó là 26 cm, giá là 250.000. Mã số 11. Mã tiếp theo là một cây kèm điện clay tool của Mỹ nha các anh. Cái lỗ này là người ta bấm điện sống các anh. Nó
nó để lại cái lỗ như này, người ta đục thêm ra làm cái lỗ tút dây điện luôn, chứ không phải là thiết kế ban đầu của nó như vậy nha các anh. Có một cái lỗ đó. Răng bên trong này. Răng bên trong cũng còn ok nè các anh. Chiều dài của cây kềm này là 21,5 cm, giá là 250.000, mã số 12. Mã tiếp theo là một cây mỏ laptop của Nhật nha các anh. Đây này, HI30 hiệu top. Made in Japan nè các anh. Cái này là 0,8 đến 3 cm, ngàm của nó các anh. Mình mở được 0,8 đến 3 cm, 0,8 nó từ cái đoạn này. Đây, ngàm vặn còn trơn tru hết luôn nè. Miệng ngàm bên trong đây các anh, còn rất là đẹp luôn. Cây này chiều dài của nó là 21 cm, ngàm mình mở tối đa được 3 cm, giá là 220.000, mã số 13. Mã tiếp theo là một cây Tuvix Snap-on của Mỹ nha các anh. Đây này, hiệu Snap-on này. Của Mỹ nha các anh. Mình xem mũi vít này. Chiều dài của cây này là 21 cm, giá là 170.000, mã số 14. Mã tiếp theo là một cây mỏ led. Cây này em đang nhìn lại thử cây này của nước nào mà em ghi nhầm mỏ lết răng rít kít rồi. Cái này là hiệu, cái này của Đức đúng rồi, hình như của Đức đó các anh. Cái này mỏ lết răng 10 inch của Đức, cái hiệu của nó ở đây nè các anh, Roman Butcher. Cái này là của Đức nha, mà em ghi nhầm lên cái tờ giấy là mỏ lết răng rít kít. Ngàm vẫn còn trơn tru hết luôn nha các anh. Răng bên trong này. Cây này chiều dài của nó là 25 cm, ngàm mình mở tối đa được 4 cm nha các anh, giá là 250.000, mã số 15. Mã tiếp theo là một cây búa đinh Dokchu, cây này của Nhật nha các anh. Đây này, hiệu Dokchu nè các anh.
cái phần này nó hơi bị tróc cái nước xi một xíu nha các. Mặt sau thì còn đẹp luôn. Mặt búa cũng còn khá là đẹp nè các anh. Đầu với đinh này. Trên này có khắc chữ Nhật luôn nè các anh. Cây này thì chiều dài của nó là 35 cm, nặng 600 g, giá là 250.000, mã số 16. Mã tiếp theo là một cây ghép cành của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Tem Nhật. Trên phần lưỡi mình thì cũng có khắc chữ Nhật ở đây luôn các anh. Đó, chữ Nhật này. Còn đây cái phần lưỡi của nó nè các anh. Cây ghép cành này thì chiều dài của nó là 17,5 cm, còn cái đoạn lưỡi là 5 cm nha các anh. Giá là 150.000, mã số 17. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết hiệu Esco. Cây này của Nhật nha các anh. Trên phần ngàm này có kẽ sen luôn nè các anh. Cây này 10 inch nha. Đây này, hiệu Esco này. Ngàm vặn còn trơn tru hết luôn nè các anh. Chiều dài của cây này là 25 cm. Ngàm mình mở tối đa được 3 cm. Miệng ngàm bên trong đây. Còn khá là đẹp luôn. Giá của cây này là 300.000. Mã số 18. Mã tiếp theo là một cây Tuvix Brown của Nhật nha các anh. À, Tuvix Mini. Đây nè các anh, hiệu Brown Made in Japan của Nhật. Cái phần mũi vít của nó nè các anh. Chiều dài của cây này là 6,5 cm, giá là 100.000. Mã số 19. Mã tiếp theo là một cây kềm bấm mỏ nhọn hiệu VJ Grip của Mỹ nha các anh. Cây này còn rất là mới luôn. Đây này, VJ Grip nè các anh. Made in USA của Mỹ. Răng bên trong này. Chiều dài của cây này là 16,5 cm. Giá của nó là 400.000. Mã số 20. Này,
mình canh cho nó bằng xong rồi mình bấm lại các anh. Thì mình canh tới đây nó bằng nhau rồi này, mình bấm vào. Cái này mã số 20. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết hiệu Lobster. Cây này là UM24, có cán bọc bằng cao su. Này UM24 này các anh, con tôm này. Cây này chiều dài của nó là 15 cm. Ngày mình mở tối đa được 3 cm. Ngà bên trong cũng còn rất là đẹp nè các anh. Giá của nó là 150.000, mã số 21. Mã tiếp theo là một cây xịt hơi hiệu Kurita của Nhật nha các anh. Đây là hiệu Kurita Japan nha các anh. Tem Nhật này. Chiều dài của cây này là 16 cm. Giá của nó là 200.000, mã số 22. Mã tiếp theo là một cây nhíp bonsai. Của Nhật, cây này là thép trắng nha các anh. Đây này, chữ Nhật ở đây này. Chiều dài của cây này là 21 cm, giá là 150.000, mã số 23. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết hiệu Top của Nhật nha các anh. Cái phần ngàm của nó này, người ta làm cong lên các anh. Ngàm vẫn còn trơn tru hết luôn. Chiều dài của nó là 21 cm. Ngàm mình mở tối đa được 2,8 cm các anh. Miệng ngàm bên trong cũng còn đẹp này. Hôm nay mỏ lết em lên ngàm cây nào cũng còn đẹp hết trơn. Giá của cây này là 250.000, mã số 24. Tới đây này thôi các anh, ngàm tới đây thôi, nó không có kính cái này lại nha. Mã tiếp theo là một con dao Weboy. Con này có bao da phần lưỡi luôn nè các anh.
Trên lưỡi có khắc chữ WeWire nè các anh. Theo này kiểu mình đi phượt mình cầm theo nè các anh. Fishing camping này. Cây này chiều dài của nó là 21 cm. Cái đoạn lưỡi này là 10 cm nha các anh. Giá của cây này là 250.000. Mã số 25. Đi vào tay khó, bấm cái này lại quá. Rồi. Ok, mã số 25 nha các anh. Mã tiếp theo là một cây khóa vòng 22, hiệu Vilon. Cái này bằng đồng nha các anh, đồng nguyên khối. Đây này, hiệu Vilon. Chiều dài của cây này là 22,5 cm, giá là 350.000. Mã số 26. Mã tiếp theo là một cây cờ lê 32, hiệu Bilon luôn các anh, cũng bằng đồng luôn. Logo nội địa Nhật nè các anh, hiệu Bilon này của Nhật nha. Chiều dài của cây này là 27,5 cm, giá là 450.000. Mã số 27. Mã tiếp theo là một cây cào rễ bonsai. Cây này là làm bằng thép trắng nha các anh. Chiều dài của cây này là 25,5 cm, giá của nó là 150.000. Mã số 28. Mã tiếp theo là một cây búa đinh hiệu Craftsman của Mỹ nha các anh. Đây này các anh, hiệu Craftsman này. Mặt bú cũng còn khá là đẹp nè các anh. Đầu bế đinh này. Cây này chiều dài của nó là 32,5 cm, nặng 800 gram.
giá là 600.000. Mã số 29. Mã tiếp theo là một cây mỏ lết hiệu chót của Nhật nha các anh. Mình vẫn còn rất là trơn tru luôn. Chiều dài của cây này là 31 cm. Cái đoạn ngàm này mở tối đa được là 4,3 cm nha các anh. Miệng ngàm bên trong luôn này. Mấy cái đoạn này là nó dính nước R7 nha các anh. Giá của cây này là 500.000, mã số 30. Mã tiếp theo là một cây búa đinh của Mỹ. Mình xem phần cán trước đi. USA nè các anh. Mặt búa này đầu với đinh nè các anh. Cây này chiều dài của nó là 32,5 cm, nặng 500 g, giá là 600.000, mã số 31. Mã tiếp theo là một cây dao cưa của Nhật các anh, cây này dao cưa gập. Đây này, chữ Nhật này. Đây, phần dao và lưỡi luôn nè các anh. Cây này thì khi mình mở dài ra như thế này, chiều dài của nó là 22 cm nha các anh. Cái đoạn lưỡi thì lưỡi cưa này là dài 9 cm, còn cái lưỡi dao là 8 cm nha các anh. Giá của cây này là 150.000, mã số 32. Mã tiếp theo là một con dao gập của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Con này thì nó có cái thanh này, mình bật lên cái phần lưỡi nó dễ hơn. Cái phần lưỡi của nó nè các anh.
Chiều dài của cây này cũng là 22 cm. Cái đoạn lưỡi này là 10 cm nha các anh. Giá là 150.000. Mã số 33. Mã tiếp theo là một cây thước gốc hiệu Simpoa. Cây này của Nhật nha các anh. Chữ Nhật này, các họa tiết trên thước cũng còn rất là rõ, rất là đẹp luôn các anh. Cây thước này em để giá là 150.000. Mã số 34. Mã cuối cùng là một cây cưa hiệu Craftsman của Mỹ các anh. Cái phần này là làm bằng nhựa nha các anh. Đây này, Craftsman Made in USA của Mỹ. Cây này chiều dài tổng thể của nó là 46 cm. Cái đoạn lưỡi này là 33 cm nha các anh. Giá của cây này là 500.000. Mã số 35. Vậy là em đã lên xong 35 mã hàng trong clip số 92 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu như mà cảm thấy yêu thích video này thì hãy để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.